Còn nữa. Sunny tiếp rồi. Nóc rồi. Xe đâu rồi? Bên xe đâu? Ba vô. Có chừng không? Nó phóng rồi, nó phóng rồi. Vô. Trong giữa nè. Ma đi đi, em mang sâu luôn. Ôi, đứng mặt. Ôi, má NPC ngồi. Mày có đem NPC đứng nắp trong này đợi vô không nổi ơi. Hello người anh em, cho tôi xin 15 giây nha. Hiện tại tôi mới lập cái bốc chat thông báo lịch like và những việc quan trọng. Nếu anh em nào muốn tham gia thì ấn phần mô tả hoặc là phần ghi tiêu sử nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên ấn like và subscribe cho tôi nha. Alo. Dạ. Hello. Có nghe này bác. Chơi được không? Chơi. Ủa tới 10 giờ anh nói nghe Bảo đi bắn cái tùm gì mà. Cái tùm gì anh? Giờ hôm nay anh Bảo nghe Bảo bắn cái tùm nồi tới nồi đây. Có đâu không? Có gì hết đó. Wow. Có cái tâm gì hết rồi. Ủa nghe cho anh em live chim bảo rồi đi bắn cái tâm vậy. Có hai lần của bọn em là bắn là chị Phú tới 2 giờ sáng kiếm tiền. Á đồ. Gì? Vì 2 sáng mày? Vẫn hoài mày. Đi sao nữa em? 2 giờ sáng trận trước là hên đấy nha. Hồi trước á, mà giỡn đâu. Hên ok. Mà hên anh ơi, vô đây anh ơi. Từ từ, đọc giải thưởng nè. Alan, okay. Top 1. Trận vừa rồi được có 15 kill thôi, lên 16 kill là được móc mới. Tới 1, từ 5 kêu tới 6 kêu, 2 củ, 7 kêu tới 10 kêu, 3 củ, 10... Ủa phải không? Ờ không phải, nhầm. Trận trước được 15 kêu được cái 5 lớp thôi. Quên. Thành tới 1, từ 5 kêu tới 6 kêu là 1 củ, 7 kêu tới 10 kêu là 2 củ, 11 kêu là 3 củ, 16 kêu là 1 rắc, 21 kêu là 7 củ. Còn sai đó là tới 1, từ 5 kêu tới 6 kêu là 5 lớp, 7 kêu tới 10 kêu là 1 củ, 11 kêu là 2 củ, 16 kêu là 3 củ, 21 kêu là 5 củ. Ma thì quay về bông no. Ok. Nè, tao nói trước nha. Bây giờ mày dừng lại còn kịp đó. 47.000 người coi livestream nó lá chim hơi bị kinh đấy. Vô đi trời. Chẳng qua chẳng trước là mày hên thôi. Ok. 1 2 1 2 3 vô. Ấy, em coi sợ già anh mèo ơi. Gì vậy? 1, 2, 3. Đổ đồ các mèo ơi. Cái gì vậy ông nội? Tao cho mày 30 giây đây. Mày ăn cái tao đi, tao đi đây đi. Nghe, thì con này tốt hoài dữ mày. Vô. 1, 2, 3. À, tốt hoài dữ trời. Cái gì nữa? Trời là nó, cái gì nữa? Trời là trời. Cái gì vậy trời? Vô chưa? Vô. 1, 2, 3, vô. Trời ơi là trời, tấu hài dữ trời. Anh em đá chim vô đây. Ồ. 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 Được. Ồ. Sợ rồi, nó sợ rồi. Nè, có cái này dễ chịu. Ok, ông gọi ba chip kìa. Ôi, trận này nó cũng không có thắng nữa đâu anh em ơi. Trận này có 4 thằng Đức Liêu gì đá mà anh em. Anh có vé to em đá tiếp, anh gấu. Trận đồ. Cảm ơn anh em trận trước gì. Đâu, má đâu. Trước anh em bắn hay quá. Thôi chút anh em bắn hay quá. Thôi, bắn. Trước anh em quá hay. Tụi tiểu quá nha anh em nha. Má, tụi đái ra quần luôn anh em à. Lên nha. Ê, sao kìa chứ làm sao ấy. À, vô ok. Ê, còn nha. Má đâu vậy? Tôi cần trang bị. Dưới đáy nha. Má trên bánh em bên em à. Má ta ra phụ anh Si. Anh Si à. À. Keo. Đâu rồi, đâu rồi. Yeah, sống rồi. Cảm ơn nhé. Anh Si có máu. Anh Si có máu không? Có máu không anh Si? Tài nguyên ở đây. Ui má đông. Đùi đó. Em hai xuống xa nha. Cái này đang bắn nhau nè. Đợi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Calm down bro. Má chùi nè, nó bắn nhau rồi. Mình calm down được không? Yếu hả? Còn nữa. Đang đi nè.
anh đi tiếp mà. Nóc mà. Xe đâu rồi? Bên xe đâu? Bá vô. Có chừng không? Nó phóng rồi, nó phóng rồi. Vô. Trong giữa hả? Anh Ma đi đi, em mang sau luôn. Ôi, đứng mặt. Ôi, má em NPC ngồi. Mày có đem NPC đứng nấp trong này đợi vô ông nội ơi. Trời ơi NPC tao hài kinh đó NPC ơi. Thúc nằm thế giới. Cảm ơn nhé. Chúi. Phải là NPC. Sao mà nút vậy? Này này. Cũng hài luôn chứ đó nè. Thấy có thằng bên đầu bên anh rồi. Tao lên. Qua luôn nè. Đâu? Nó. Phải là NPC. Ông đâu có cái này đâu, không có thuộc ba hàng không? Anh cầm cái cho con, anh cầm cái cho con, anh đứng kè, thua. Thua. Má, anh chơi. Anh kè, anh sụt mà. Chơi gì lại, chơi. Chơi lại, đây là đứng đây nè. Đứng đây chi, một người đứng đây. Anh đi đứng bên này. Tôi uống anh vô cái dẻo anh thuộc. Thua, chiều. Quá, MC ơi, MC. Nói chắc không ai mày làm anh bóc mặt quá sợ. Má mặt mày làm anh bóc mặt thiệt luôn sợ thiệt á. Mày sợ thật ấy. Má mày làm anh quê quá sợ thiệt á. Tao nhắn tin riêng cho mày, trông đợi vào mày mà mày làm anh quê quá thiệt. Nó làm gì được mình khả năng vô địch thế giới rồi. Đồ mày làm anh quê quá sợ thiệt cái này bây giờ anh chắc tao không biết nói. Ủa hay mến cho con đi mến thật cho. Má tao bây giờ anh không biết nói gì luôn sợ. Nó đá lại được bác mèo rồi sao đó à. Kiểu như nó thấy bác mèo kiểu như là nó kết bạn ấy. Xong thấy tiền trận nó bấm cùng lúc ấy. Tài nguyên ở đây. Chứ anh em trên live đá thì kịp. Chắc là mấy người kết bạn với bác em mèo. Em vào bút kêu mà phải gấu. Ồ con. Ồ. Tôi lấy mày đi mày xì rồi mày hạn chế tao hoài giùm tao một cái. Cảm ơn nha. Phút kèo đi. Má. Được. Ok. Mày chú ý chơi trái keo được anh xí. Má chơi làm quê không được. Chép 4 nè. Ai vô có không? Nè. Nào mày bắn cái gì mà đi trốn mày bắn mà giết không được. Má đi trốn là còn giết không được nó. Mày đặt cái bút kêu cái đồ đi. Hẹp bia được. Nào mày bắn cái chết thì không sao còn mày đã đi đã trốn rồi mà giết không được thì nó rồi còn bút kêu. Nó chơi đồ em á. Mà chơi đồ vô. ABC làm quê thì các anh em à. Nó phá đồ thôi. Thằng phá sau lưng rồi. Đi con đi. Không rồi. Thằng NPC mà đá chim cũng thua rồi. Sao đâu, mày nói hả? Nó tức ra thằng NPC lần đầu tiên đá chim luôn mà thua rồi, chịu rồi. Nó đâu NPC? Trong trò và thằng ABC vẫn hát một tên. Trận sâu và đẹp. Có địch. Sai. Nóc nóc nóc. Anh em gặp tên tụi nó gặp mà anh em đi chung trời. Má tụi mày mấy thằng này nó bắn kiểu gì gặp tên Alan, gặp tên thằng Ma Gaming, gặp sai đó trong trận mà tụi mày không đi chung mà tao không hiểu kiểu gì luôn á, tụi mày nghĩ trong đầu cái gì? Đã gì gặp tên tao trong trận nữa có chữ quê nữa. Mà tụi mày không đi chung tụi mày đi lẻ không? Má nó bút kêu. Lấy không? HVD nữa, Skyler nữa. Hết sân kìa. Một xuống nào quá anh em ơi. Để bắn hay đi yếu. Không hiểu lý do vì sao mà tôi người học. À muốn biết cho hai bình nè. Này cho bình nữa NPC này thì... Cái lên cống trời. Tấu hài luôn. Tấu hài ghê luôn sao à. Top 4 thế giới bị top 5 đá đít. Ông xê ngồi kê rồi mà vẫn bị kẹt. Má thằng NPC tấu hài dữ trời. Đi điểm đã đánh dấu. Tấu hài thì cái này không bị kẹp đâu. Cái này đi được nhà nhiều mà cũng có thông lũng rồi. Anh em lên mỗi người bông hoa đồ quá like rồi cho nó bùng nổ coi. Anh em đá chim đồ nhiệt tình vô 5-4 mấy ngàn con ông mà. Em còn thương bạn gái u trời Tuấn ơi, giờ này anh trả lời không nổi luôn á. Con mình nó lẹ lẹ nó chạy kìa. Giờ này anh chỉ mong ai đá chim giết nó thôi. Má không có sai. Chạy xe yếu rồi. Khó chịu quá. Sao đó có chưa rồi. Xin trời có Hương đã gửi 50 hoa hồng cho Mr. Quẹo. Cảm ơn Hữu Hương nha bạn, cảm ơn bạn nhiều. Bánh Hương đó còn nữa. Trời cứu luôn nè, đi con bắn mắt nè, cứu không hả? Ba tụi mày dám tẻ ra bữa ngủ một nơi không?
đang chơi ranh ghép chúng 2 con 4, nóc 3 tao lạy mày. Quá tao lạy mày hay sao? Nếu mà cuộc đời á mà anh không sợ vợ ấy, thì chắc là bọn em dám tẻ đó nào. Đang chơi ranh 2 con 4, nóc 3 rồi. Má tao lạy ông ghép 3 thằng đứng đưa gì vô chà bá đâu kêu 2 con 4. Ông hài quá ông Sơn. Ông làm như anh em live chiêu nó bị mù vậy. Cứu vòng rồi đúng không? Thôi, thua mấy thằng trẻ có gì đâu em. Bình thường gì đâu. Tụi nó game thủ chuyên nghiệp mình thua là bình thường. Hơn thua gì mấy cái đó. Ê tùm tùm mấy đó. Nó đứng ngay cái kia kìa, không công đâu. Cái này nè. Thì chúng nó chạy rồi, chơi chạy. Vô rồi. Ui. Ồ. Lẹ 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 em ơi. Hay. Ồ. Gạt. Ở đây băng. Đồ, nó gạt cũng được không đó. Đúng rồi. Cảm ơn. Đồ, nó đâu gạt được chỗ. Bên miếng nè, có nó. Cái bà nó. Đó, gạt. Gạt, ồ, gạt, ồ. Nhau à, nhau à, gạt nhanh. Ồ. Ồ. Cứu lại cái, cứu lại cái. Cháy thôi, cháy thôi. Xíu rồi. Cảm ơn nhé. Ồ. Nó. Má mấy thằng mẹ nguy hiểm quá, nó đứng lúc mà. Rampage. Đủ quá, nó gạt cũng được luôn á. Ok bro. Còn thằng của nó kìa. Em bắn nó, này em bắn nó con nhỏ ở nhà mà. Đủ. Nó yếu quá. Đủ quá, mấy BF là đại tướng không có chứ sao. Đi lẻ cái trời. Mấy này đại tướng không hả? Mấy thằng bắt thú lại. Uống đồng bắt thú lại. Kìa hàng rào thằng đó kìa. Mấy này đang tướng không mà sao đi bắn đi lẻ mà trời. Mấy top server Việt Nam không hả? Ủa nắp này. Ồ là trời. Killing spree. Thằng này có ở đấm này. Đó núp đồ top 4 thế giới đồ ha. Có đặt không rồi kìa. Má thằng MC tốt hài. À, chạy này. Ê, quần mất liếu. Bây giờ anh không biết bào chửi thế nào luôn MC à. Bốn chục ngàn người coi mà không biết bào chửi thế nào. Đi anh, bác còn em giúp không? Còn em ơi, còn em ơi. Chiến xong mày đá chim lùm nó đi, đi anh. Một thằng lớn đá. Còn em ơi. À, chưa phong. Còn đi anh ơi. Cứu anh chiến nha. Nóng rồi. Cứu anh dùng mấy chú vào ngoài em này, nhìn trời nha. Ừ nó mới cưới anh trời kìa. Còn ở đây, đây anh ơi. Kiwi nguyên tấm gao đá luôn em ơi. Có đâu nó. Ủa à. Nó có đâu á hả? Cứu anh chiến này thôi, chiến sau anh tự bơi cũng được. Một chén thôi, một chén bồn thôi. Để anh cái chiến sau anh tự bơi cũng được. Đã ra này. Thằng ngoài bo nguy hiểm quá. Trâu. Kệ, má ngoài bo kìa xây. Có thêm bánh uống rồi, tùm lum top đại kỹ tướng, top 1 kỹ tướng Việt Nam rồi, tùm lum lam, mấy bánh kỳ dưới vậy. Bắn 2 vậy? Bắn vô rồi. Đây thôi, bắn vô. Đá, đá. Ờ. Không, có còn tôi, quay đầu không? Chú Ba. Rồng Việt Nam nè. Lệ chú Ba có chơi Wi-Fi không? Như trên nhà có thần á. Mấy mét, mấy dính rồng á. Dính rồng quá thằng nào. Trong ghế không có. Có đâu. Chết tụi chết. Phải em nè. Chiều lắm rồi bạn. 48 không? Quá rồi. Nốt. Má bách thú này mấy mấy tốc kỳ tướng Việt Nam này bắn kiểu gì 4 thằng đi chung chứ. Ồ mấy này liệu ranh mà. Mấy cái cần nha. Mấy này. Chi còn cái cần không? Coi live stream là một cột bắn như đó rồi thôi. Má nó chạy xe. Vô trận gặp anh gấu rồi liền. Bỏ live stream lên coi. Thằng dưới 100 máu rồi. Má tao 4 thế giới mà chết là thấy cuộc đời xong rồi. Nam phò mã gì trời. Nhìn nội trái. Tất cả mặt tả là vừa rồi. Hữu Huynh đã gửi 70 hoa hồng cho Mr. Quẹo Kiêu. Cảm ơn Hữu Huynh nha, cảm ơn người em nhiều. Đồ không? Đồ, quái đạn thiệt lịch sử thiệt ông ơi. Má lần đầu tiên MBC đá chim cũng chịu nổi luôn á. Má kêu đột xong đứng đợi ông Cam ăn cái gì ông nọ ông đột. Trái hết nè. Đột cũng gãy cái tay luôn á. Té xong luôn. Đây rồi nơi HBT rồi ABC rồi dán sâu rồi cứu anh chán mày. FFWS cho Mr. Quẹo Kim. Cảm ơn Hưng nha. Tuần này có giải không bác? Ừ, bắn tuần này xong có giải mà em, thứ 6 lại giải mà em.
6 tụi WG bắn mà. Nó hay bắn cái xưởng. Heavy cũng có luôn à. Ừ, nên bắn luôn được. 6 tụi này bắn thêm. Bắn đừng cho nó ra chứ. Nhờ phải từng bắn được mình nữa. Không một mới chắc. Kìa, xe lấy xe vô kìa, từ từ lên. Xe, không, xe máy. Phóng vô kìa, giữa đồng. Trời ơi là phóng trời. Vô giữa đồng. Ờ, phóng vô kìa. Xe máy, xe 4 chỗ rồi. Nó là cộng pizza này, hai lần. Ồ, quốc, quốc em, quốc. Ủa, thằng lông lông. Ủa, thằng lông lông, cái kia có bò vô. Thằng kia có, bên kia có bò vô. Đồ qua chi trời. Ủa thằng kia có bò vô. Ủa thằng kia nhà ra. Rồi tới ca gaming trận sâu. Em đá bắt tin em. Em cứu không được. Bữa nay cứu anh một chén. Má đá này mới đi chung với nhau nhau chưa. Đồ yếu nè. Đá anh em mới đi chung với nhau cho anh em đi lẻ cái này anh em bút kiểu luôn chết gấu luôn quá. Với anh gấu hết tiền luôn qua anh gấu ủng hộ bà con luôn vùng lũ ba mấy củ rồi. Gấu còn mấy ngàn đồng vô chung quý rồi vợ mới cho xét có 10 củ. Ờ một thằng này với bốn thằng nhà dưới nó là đủ rồi. Nó mới chạy đường này không biết đồ nữa. Má bùi kêu rồi. Nghe thằng rào. Kéo rồi, chắc chết bò rồi, chết bò rồi. Trời ơi, chết bò, chết bò đi. La làm gì, chết bò đi. Chết đây tụi. Không ít kêu à. Chắc tao bù đâu, này chắc tao bù đâu anh em à. Cũng chắc tao bù đâu. Bốn kia đi chung đi trong nhà cả. Trong nhà tụi mày có coi livestream không, tụi mày đi chung đi. 100 ngàn nhiêu. Đi chung với nhau đi, đi chung đi. 1 triệu. Đi chung đi, đi chung đi. Ba thằng đi chung đi. Ôi, mày la làm gì? Ừ. Không còn một nữa. Trời ơi, bắn lén mà. Bây giờ A lên nóc đẹp. Để coi hai nào. Mười mấy kêu, trên mười mấy kêu được tính bay. Ừ, ừ, ừ. Cái bộ mà chắc. Thằng bên trái nha. Không nể vô nữa ta. Ê, đứng hai đường mà xí. Còn gì vô đây chơi. Chạy mẹ chứ kéo cửa anh đi. Có thằng bên trái nữa, nó bắn chị mấy cháu ở Phi Pai đã gửi nhắc nhở mình cho Mr. Pep. Còn bảy chiếc kéo này, mới đứng chung á. Còn bảy nhiêu. Đủ con bạn tên dài với bạn. Còn một thằng chạy xe thôi. Ôi thằng xe rút. Ôi xe rút tỉ được. Ôi. Trời. Ủa, ờ, còn thằng trong trường hợp thôi. Thằng trong trường hợp một cuối. Xuống hả? Chết bo luôn rồi, chết bo, chết bo đi em. Chết bo đi. Bên trái thì xì. Chết bo đi, chết bo đi, từ từ đi, anh cái. Con hai luôn, con hai đi em có thưởng luôn. Con hai đi em ơi, con hai đi. Con hai đi. Hai. Má mất 7 kill rồi. Mất. Náo lòn hổ gươm ôi náo lòn hổ gươm tiếng nẹt bồ trời. Má thì cả chứ 10, 21, 7, 28 như thằng ma chết rồi không tính.